Trước khi Việt Nam vươn lên và trở thành thế lực bóng đá thống trị Đông Nam Á, thì Singapore là một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực với 4 lần lên ngôi vào các năm 98, 2004, 2007 và 2012. Nói ra mới thấy, Singapore đã có một thời kỳ vàng son, là ông lớn tại Đông Nam Á, và chính đội tuyển của đảo quốc sư tử mới là đối thủ ngáng đường cực kỳ khó chịu của Thái Lan. Tuy nhiên trong những năm gần đây, bóng đá Singapore đã không còn duy trì được vị thế vốn có. Sự thất bại liên tiếp của họ tại đấu trường khu vực cùng với những thành tích không quá ấn tượng tại SEA Games đã làm dấy lên một câu hỏi làm đau đầu những nhà làm bóng đá ở đất nước này, rằng liệu bóng đá Singapore đang đi về đâu và nguyên nhân nào dẫn đến sự đi xuống trầm trọng này. Trong khuôn khổ video hôm nay, hãy cùng cảm sơ đi tìm câu trả lời. Singapore đang bước vào thời kỳ nội địa hóa đội tuyển. Chính sách nhập tịch cầu thủ để làm tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia từ xưa đã được xem là quyết sách trong công tác làm bóng đá tại đảo quốc sư tử. Trong quá khứ, bóng đá Singapore đã rất thành công với chính sách nhập tịch. Tổng cộng, 9 cầu thủ đã được nhập tịch Singapore đã giúp đội tuyển có 3 lần vô địch AFF Cup vào các năm 2004, 2007 và 2012. Mang trung bình đặc điểm là một quốc gia có dân số tương đối thấp. Nhập tịch cầu thủ được xem là cách nhanh nhất để bóng đá Singapore có được chỗ đứng trong khu vực và trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, cũng vì đặc điểm này mà Singapore liên tục nhận lại nhiều chỉ trích từ các nước láng giềng, những nước phát triển bóng đá chủ yếu bằng nguồn lực nội sinh. Chính người dân Singapore về sau cũng chẳng lấy gì làm tự hào về những thành tích mà họ có được trong thể thao. Một vài chuyên gia đặt ra câu hỏi, vì sao những người sinh ra tại Singapore còn gặp khó khăn trong vấn đề quốc tịch, trong khi những cầu thủ ngoại quốc lại dễ dàng trở thành công dân và đại diện cho quốc gia tại những đấu trường lớn. Đối với bóng đá, môn thể thao mà quá trình đào tạo cầu thủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng nền tảng với mục tiêu trở thành một cường quốc bóng đá trong tương lai. Singapore đang có những bước chuyển mình nhằm thay đổi tận gốc rễ tư duy sinh ngoại vốn tồn tại lâu năm. Họ muốn có một thế hệ cầu thủ chính gốc được sinh ra và lớn lên tại Singapore thay vì ồ ạt nhập tịch những tài năng ngoại quốc để đảm bảo thành tích. Nhập tịch để có được thành tích nhưng rõ ràng không phải là con đường phát triển ổn định hay lâu dài. Người Singapore thực sự muốn có những thành công bằng những tài năng bản địa để không bị mang tiếng là dùng tiền mua thành tích. Nhưng để đạt được ước mơ này không phải là điều đơn giản. Diện tích nhỏ cùng dân số thấp khiến Singapore gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển lựa và đào tạo ra nhiều cầu thủ chuyên nghiệp có đẳng cấp cao để gánh vác đội tuyển. Công tác đào tạo cầu thủ bản địa là một quá trình lâu dài, đòi hỏi cần phải kiên nhẫn và dành nhiều tâm huyết. Điển hình như Việt Nam, chính sách đào tạo cầu thủ trẻ đã có từ rất lâu, nhưng phải đến những năm gần đây, các lò đào tạo cầu thủ trẻ mới được chăm chút phát triển và công tác tìm kiếm tài năng trên khắp mọi miền đất nước mới được đẩy mạnh và làm một cách quán triệt. Việt Nam có dân số hơn 100 triệu người, công tác đào tạo và huấn luyện trẻ đã khó thì huống chi với một đất nước nhỏ với dân số ít ỏi như Singapore, quả thật là thử thách khó khăn đặt ra trước mắt của liên đoàn bóng đá nước này. Sự đi xuống về thành tích sau năm 2012, chính sách nội địa hóa của Singapore dường như chưa mang lại hiệu quả và đang gặp rất nhiều vấn đề. Điều đó đòi hỏi những người làm bóng đá nơi đây cần phải có một chiến lược cụ thể và bài bản để xây dựng chương trình phát triển phù hợp. S-League kém đi tính chuyên môn và thiếu hấp dẫn. S-League, giải vô địch bóng đá Singapore, thành lập từ năm 96 đến nay đã tồn tại hơn 20 năm. Tuy nhiên, giải đấu này đang phát triển chậm lại và đánh mất đi vai trò và vị thế vốn có. Các câu lạc bộ tại Singapore đã có nhiều nỗ lực cho việc tăng sức hấp dẫn của giải đấu, trong đó có việc chiêu mộ những cầu thủ ngoại. Mặc dù vậy, với tiềm lực tài chính không dồi dào, chất lượng của các cầu thủ được mua về cũng tỷ lệ thuận với số tiền bỏ ra, nhờ đó không thể nâng cao hình ảnh của S-League. Thêm vào đó, với đặc thù diện tích quá nhỏ, một câu lạc bộ bóng đá tại Singapore đại diện cho một cộng đồng dân số rất nhỏ, quá trình tuyển lựa những tài năng bản địa vì thế gặp khó khăn lớn khi sự sàng lọc chỉ nằm ở mức độ tối thiểu như một vòng tròn khép kín. Điều đó khiến cho S-League ngày càng xuống cấp về chất lượng và thiếu hấp dẫn. Với tình trạng như vậy, không ít chuyên gia cho rằng nên giải tán S-League. Sự tồn tại của S-League rõ ràng chỉ mang ý nghĩa hình thức mà không có tác dụng gì trong việc phát triển bóng đá Singapore. Sự kém cỏi về chuyên môn đã dẫn đến nhiều thiệt hại nặng nề khác liên quan đến tiền tài trợ cho giải đấu. Liên đoàn bóng đá Singapore cho biết tiền tài trợ cho S-League vào năm 2018 đã giảm xuống còn 8,5 triệu đô la.
tức là chỉ nhiều hơn một nửa số tiền tài trợ vào năm 2017. Đội tuyển quốc gia có mạnh mẽ hay không phụ thuộc rất nhiều vào giải vô địch quốc gia đó. Điển hình như sự phát triển và độ phủ sóng mạnh mẽ của J-League Nhật Bản hay K-League của Hàn Quốc. Nói rộng hơn là sự thành công của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của những đội tuyển quốc gia đó. Giải vô địch trong nước phải mạnh và hấp dẫn thì mới thu hút được sự chú ý từ khán giả. Từ đó, câu lạc bộ sẽ kiếm được tiền từ bán vé và thu hút tài trợ, dẫn đến các lò đào tạo cầu thủ mới có điều kiện phát triển. Nếu muốn thành công thì Athletic nên từ bỏ lối làm bóng đá như hiện nay và tập trung vào các bước di chuyển như tính chất phát triển vững bền hơn thì mới mong đưa nền bóng đá Singapore trở lại với vị thế vốn có. Người dân Singapore không còn quá mặn mà về bóng đá. Sự ham thích bóng đá cộng hưởng với niềm đam mê cuồng nhiệt của các cổ động viên là một yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định đến sự thành công trong bóng đá ở bất kỳ quốc gia nào. Nhưng dường như yếu tố này đang trở thành một điều gì đó quá xa xỉ đối với bóng đá Singapore ở thời điểm hiện tại. Theo khảo sát thì trong những năm gần đây, người dân Singapore đã không còn mấy mặn mà đối với môn thể thao mà họ đã từng rất mến mộ kể từ khi sân vận động quốc gia mới được khánh thành vào năm 2014. Nó chưa một lần nào được lấp đầy trong các trận bóng đá của đội tuyển quốc gia. Các trận đấu quan trọng của Singapore thậm chí không đón nổi 1.000 cổ động viên vào sân. Sân vận động Kallang Roar từng được xem là nơi để những chú sư tử Singapore có thể gầm thét, là một nơi đi dễ khó về với bất kỳ đội tuyển nào. Một minh chứng sống cho những vinh quang chói lọi trong lịch sử bóng đá tại đảo quốc sư tử. Nhưng nhiều năm gần đây, những hình ảnh về một thời vàng son đó đã không còn hiện hữu. Thay vào đó là một sự im ắng đến lạ thường. Ở đây, không còn bất kỳ tín hiệu đáng mừng nào để thúc đẩy và khơi gợi tình yêu của các thế hệ trẻ Singapore về với Kallang Roar lừng lẫy một thời. Nhiều trẻ em chơi bóng trong các trường đào tạo bóng đá trên khắp Singapore, nhưng sự quan tâm đối với môn thể thao vua dường như đã không còn rộng rãi và mãnh liệt như trước. Nhà báo Tushita da Silva nhận định, các bậc phụ huynh tại Singapore có xu hướng buộc con cái tập trung vào học tập, nghiên cứu thay vì phát triển thể thao. Họ muốn con mình trở thành kỹ sư hoặc bác sĩ hơn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ngày xưa, sau khi học xong, đám trẻ sẽ ra ngoài vui chơi và trò duy nhất mà chúng chơi là bóng đá. Ngày nay, tình trạng bê tông hóa khiến việc tìm địa điểm chơi bóng cực kỳ khó khăn so với trước đây. Mức độ đô thị hóa cao đã vô tình giết chết tinh thần bóng đá của Singapore. Bên cạnh đó, trẻ em hiện đại dường như bị thu hút bởi những trò chơi điện tử hơn là những trò vận động ngoài trời. Cũng theo nhà báo Tushita da Silva, hai vấn đề được cho là lớn nhất đối với bóng đá Singapore là thiếu tính tự phát và thiếu không gian mở để thu hút trẻ em. Nếu niềm đam mê cho bóng đá được hồi sinh trong thế hệ trẻ Singapore thì đội tuyển quốc gia sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra trong ngày 1, ngày 2. Để thoát khỏi tình trạng khó khăn như hiện tại, bóng đá Singapore sẽ cần rất nhiều thời gian. Người dân và bóng đá Singapore cần phải biết chấp nhận và chịu gạt bỏ quá khứ với những chiến tích huy hoàng khi xưa để đối diện với một thực tế rằng họ đang là một nền bóng đá yếu và buộc phải chuyển mình nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tất cả đều sẽ là những thử thách vô cùng chông gai. Nhưng nếu biết cách vượt qua nghịch cảnh thì bóng đá Singapore chắc chắn sẽ trở lại đây mạnh mẽ để xứng tầm với vị thế mà họ từng có như là một nhà vua Đông Nam Á. Mô hình vươn lên để bóng đá Singapore có thể học tập đó chính là của Việt Nam, một quốc gia yêu bóng đá và đang có những bước đi vô cùng vững vàng trên con đường vươn tầm ra thế giới.